Rồi hôm nay rảnh quay clip nha bạn. Giờ mình nói về bài gọi là nâng cấp cho full 155 lên, làm nhẹ là cái bài nhẹ nhất của 155. Mình dùng từ ngữ nâng cấp đây là gì? Nâng cấp đây là gọi là thế đồ vô, thả đồ cũ ra thế đồ mới vô, không phải gọi là tiện hay gọi là vớt bậy bạ cơ khí gì á, gọi là giống như mình nâng cấp đồ bổ cho nó bạn đó, nâng cấp vô vậy á để cho nó gọi là vẫn giữ zin bình thường nhưng mà nó mạnh lên đó bạn, gọi là làm hết vòng tua nó. Thì các bạn cũng biết nhà sản xuất mà sản xuất ra mặc định của ta là chiếc xe ta cái vòng tua này có 8.500 vòng thôi, thì chúng ta nâng cấp một số bộ phận lên thì có thể vòng tua có thể lên 12.000 vòng, và cái mã lực lên thêm chúng ta có thể nâng cấp dàn hơi lên chút xíu nữa các bạn. Thì cái đó là nâng cấp nhẹ. Thì nâng cấp nhẹ để là những thứ gì, thứ gì nâng cấp nhẹ cho bạn nhìn đây, đây xe này xe zin 100% không có gì hết nha, đó zin đi đó. Thì đầu tiên bạn nghĩ đến dàn lửa chứ, nó bị giới hạn vòng tua tại vì người ta bảo hành cho bạn, mà cho bạn 8.500 vòng hơi bạn chạy tới tới đó thôi đó, thì chúng ta có thể mở vòng tua mà vẫn an toàn cho máy chúng ta vẫn khỏe đó bạn. Chúng ta thấy ăn gian chút xíu, gọi là ăn gian chút xíu các bạn đó, nói cho bạn dễ hiểu đây không phải gọi là cơ khí tiện vớt chảo bậy bạ, chỉ là gọi nâng cấp thay thế đồ vô, cũng như nâng cấp những cái đồ xịn vô hơn chút xíu để chúng ta ăn gian chút xíu và vẫn giữ độ bền cho máy zin mạnh các bạn. Thì nâng cấp cái gì bạn, 155 chúng ta nè, bạn chú ý đến cái cục IC không, IC nó sẽ mở vòng tua từ 8.500 vòng cho đến 12.000 vòng đó, mất vòng tua các bạn luôn, là lực máy nhiêu là mở hết ra đó, là vòng tua. Vòng tua là cái gì, là cái lực máy, là cái dây nó quay các bạn, nó quay giống như là cái máy máy cưa của bạn hay là máy máy khoan tường á, khoan tường của bạn á, mạnh lên nó là nó xoay bao nhiêu vòng mạnh đó là nó lần này là nó sẽ xoay đó, đó lực máy đó, là mình nói cho bạn dễ hiểu. Rồi nâng cấp đó thì các bạn chú ý nâng cấp cái đó thì chúng ta phải làm nồi, người ta thường nói là cam xăng nồi, thì mình nói nồi là bạn sẽ dễ hiểu rồi, nồi là bố nồi nè, cái bố nồi dùng cho để lôi cái lực máy đi, lôi ly hợp nó bắt không, là bạn nồi thì ai cũng hiểu rồi, nồi làm cho nồi bắt, lôi đi xa đi đi xa nó khỏe máy đó, là bố nồi. Và để bắt thêm nữa lò xo, lò xo chúng ta có thể thay có nhiều loại, là lò xo mỏng và lò xo dày nè, nó có nhiều loại, làm sao mà lựa, làm sao mà lò xo bóp dẻo tay nhẹ tay các bạn đó, dẻo tay nhẹ tay nè, bóp nè đó, nó không có mỏi tay đó khi kẹt xa các bạn đó, chứ không phải gọi là nâng cấp nồi mà nâng cấp mà lò xo nặng quá bóp đó, giống như kiểu đi đua mới bóp, còn này chúng ta đi gọi là dân làm ăn dân đi phượt thì chúng ta lựa cái lò xo nào mà vừa đủ bắt cho lực máy chúng ta mà vừa nhẹ không có mỏi tay các bạn. Mình thì đã nghiên cứu những cái loại lò xo bóp nhẹ, đi kẹt xe bóp cũng nhẹ và chỉnh độ rơ côn chút xíu đó, đúng theo gọi là tâm lý của bạn là không mỏi tay khi đi xa, không nghiến răng các bạn. Bắt thì bắt một chuyện nhưng mà các bạn nâng cấp nồi lò xo nặng quá thì nó bắt là bắt coi đó, nhưng mà nó dư quá các bạn thấy không, bắt mạnh quá nó là mỏi tay chúng ta thôi, làm gì mình chọn cái lò xo là vừa thôi, đủ bắt theo cái lực máy mình đủ đủ bắt rồi đó các bạn, nó nhẹ lại đó, đó là lò xo và bố nồi. Còn cây cam là gì, cây cam nữa các bạn đó, cây cam cũng là dạng hơi, là cái clip trước là mình nói rồi, có hai gói, gói nạp nè, gói xả nè các bạn thấy không đó. Tại sao mà nó lên cây cam người ta nói dạng hơi căng hơn, thì cái clip trước mình cũng nói cái gói cam càng cao nó cho xúc bắp đâm sâu và nạp nhiên liệu nhiều hơn các bạn đó, và nó đóng xả, cái gói xả đóng cùng lúc làm dạng hơi nó căng hơn đó các bạn đó, nó căng dạng hơi các bạn đó, là cho nhiên liệu vô mở nạp như nạp xăng nhiều hơn chút xíu nhưng mà không có hao xăng các bạn, vừa chút xíu đó, nó điều chỉnh hai cái gói này, điều chỉnh hai xúc mấy cái xúc bắp này nè đó, nó mở và xả đúng lúc làm cho dàn hơi nó điều chỉnh theo đúng cái bài nó, và nó kín. Và cái bài 135 full 155 la thường đi cam 5 ly 2 đến 5 ly rưỡi là cùng các bạn
5 ly 2 thôi. Đi nó 5 ly 2 thôi là cái đó cái bài người ta đã tính toán rồi. 5 ly 2. Các bạn đi cam lớn quá thì nó cũng sẽ không có gọi là ngon nha các bạn. Thì cái dòng mà nói về cam á thì mình sẽ làm cái clip sau nói về dạng hơn, nói về cam. Không phải cái bài nào các bạn bài nhỏ mà ở điện cam lớn là mạnh nha các bạn, là cái đó mình sẽ giải thích sau cho các bạn về dạng hơn về cam nha các bạn. Đó. Đó, nhiệm vụ á, những cái gói cam này đội lên nè. Đội những con cò này nè. Đội lên, nó đội lên con cò đóng xuống đóng bốn xúc bắp nạp trên đây nè. Đó, đóng xuống nó sẽ mở mở xúc bắp này ra thì cái đường xăng á, đường xăng sẽ nạp vô. Đó, làm cái dạng hơ vô các bạn. Đó là cho hơ hơ hám vô và đóng xả khí thải đúng lúc. Đó, đó là dạng hơ đó, điều khiển dạng hơ á. Như vậy mỗi gói cam nó sẽ được tính toán theo góc độ khác nhau, nó sẽ cho nạp bao nhiêu và xả bao nhiêu xăng nha các bạn. Tùy loại cam, có loại cam đề ba và có loại cam rút hậu nữa các bạn. Đó là cái điều khiển dạng hơ của chúng ta là cây cam nha các bạn. Mình sẽ nói sâu hơn về dạng hơ về cây cam nha các bạn. Đó, cứ hiểu là cây cam là tăng dạng hơ đi, các bạn cứ nghĩ gì đi nha. Tăng đề ba cho các bạn và tăng rút hậu đó, nó là cây cam. Đó, xăng thì bạn hiểu rồi. Cái bình zin chúng ta cái họng nhỏ xíu à. Này, thường thường á người ta nói là họng gió đó. Họng gió 32 28 là tương đương cái giọng giống như cái trái ga là cái họng này nè. Đó. Đó, họng gió bình bông mai thường thường là 28. Thường nâng cấp lên bài 55, 155 chúng ta vẫn để bình zin được, chạy được. Mà chúng ta muốn gia tốc mạnh hơn, đề ba mạnh hơn thì chúng ta lên bình xăng. Bình xăng họng bình bông mai thường là họng 28. Đó. Theo bài đó. Đó, và là gia tốc chúng ta sẽ tăng lên. Xăng nạp vô nhiều thì các bạn biết rồi, đốt mạnh là tạo ra những vụ nổ lớn trong cái lồng. Đó, lồng nổ lớn từ trong giật về mạnh hơn là tăng gia tốc mà quay cái dên các bạn. Đó. Đó. Đó là bài nâng cấp nhẹ. Còn tại sao mà thường thường người ta nói lên IC phải lên lò xo đầu. Các bạn. Đây nè. Có lò xo, dù là so mỏng là so viên ở mỏng đi, là so độ nó dày hơn, cái cọng nó dày hơn các bạn. Tại sao tại vì á, khi mà lên dòng tua cao á, xúc bắp á, nó nhịp liên tục, nhịp nhanh, là xúc bắp nó đâm liên tục nè các bạn, đâm liên tục nè. Thì các bạn biết á, xúc bắp nó đâm liên tục gì á thì bê tông dỗ nhanh tục, dòng tua nhanh dỗ liên tục nè, thì xúc bắp á, nó muốn xúc bắp của mình á thì nó muốn câu về lẹ, nó không có bị đụng đá cái bê tông á, thì đòi hỏi cái lò xo phải có lực đàn hồi cao nha các bạn. Đàn hồi cao á để xúc bắp nó câu về kịp hơn. Nó cái lò xo này nè, nó câu xúc bắp về kịp hơn nè, đây. Này. Đó, xúc bắp nè. Đóng mở liên tục không? Thì cái nhờ cái lò xo nó câu về, câu xúc bắp về. Đó. Nè, đóng mở câu về lẹ hơn cái nhịp 12.000 vòng một phút các bạn biết không? Đó, 12.000 vòng cái tua nó quay liên tục thì xúc bắp nó đâm rất là lẹ các bạn, thì cái bít tông cũng dỗ lên rất là lẹ nè, bít tông dỗ lên rất là lẹ. Nếu mà cái lò xo yếu quá nó sẽ gây hiện tượng ré và xui, là cái đầu xúc bắp nó cầu gì không kịp á, thì thằng này nó sẽ đụng làm cong xúc bắp các bạn, đòi hỏi á phải lên lò xo đầu các bạn. An toàn các bạn. Thực chất á, lên IC có nhiều loại xe lên IC không lên lò xo đầu vẫn được, thì các bạn chạy các bạn cầm chừng, giống như là siết cái tua lên 7.000 vòng thôi bạn ngừng lại. Nếu mà bạn ham siết cho 10.000 vòng hay gì á là rất là nguy hiểm nha các bạn, là lò xo hên xui nó câu gì không kịp là nó sẽ đụng xúc bắp đó. Thì các bạn nào mà gọi là suy nghĩ cặn kẽ là phải lên luôn lò xo đầu các bạn, chắc cú để bảo vệ xúc bắp. Như vậy lên lò xo đầu chủ yếu là để bảo vệ xúc bắp chúng ta câu về kịp hơn, dứt khoát hơn các bạn. Nó rồi sau đầu giữ nha các bạn. Đó, đó là bài 135 nâng cấp nhẹ. Đó nè, nâng cấp nồi, lò xo nồi để bắt hơn, lò xo nặng để bắt hơn. Cái cam là cái dạng hơn, bài 135 nâng cây cam 5 ly 2 thôi. Đó, hoàn toàn là không có đụng gì cơ khí, chỉ rút da bỏ rô thôi, như bố nồi cũ thay bố nồi mới, lò xo yếu thay lò xo mạnh hơn. Đó, còn là nâng cấp thôi các bạn, không có gọi là gì là cơ khí. Đó, bình xăng, lấy bình xăng zin bỏ bình xăng này vô thôi, còn máy để bình xăng zin chạy cũng được. IC zin, lấy IC zin bỏ ra, lấy cục IC mở tua vô, đó, IC mở tua vô, đó các bạn.
đó, hoàn toàn là không có cơ khí gì. Cái chảo mình giải thích về cái chảo cho bạn chưa hiểu nè, đây gọi là cái chảo đó, cái chảo, cái chảo nằm ở dạng hơ nằm đó, khi mà nén đây nè, nén này là cái đầu ghi nó nổ, tạo vụ nổ thì nó nén như là nén dữ không, cái dạng hơ nằm này nó nổ cái văng cái bích tông lần đó, là cái chảo. Càng lên bài càng cao thì sẽ nới rộng cái chảo ra, tăng xúc bắp vô nhiều các bạn. Đó, cái chảo là này nè, nó nói cho bạn chưa hiểu luôn. Và những ở đây là đường nước nè, đó, đây lỗ nạp xăng trên đây nè, và lỗ xả đây, đó. Đây là bài full 135 nha, bài nhẹ nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta nói sơ sơ cho bạn hiểu, bạn gọi là chưa biết về xe của mình. Xe nguyên zin nâng cấp lên full 135 là cái gì? Lên IC hay là cái gì đó? Đó rồi, mình nói vậy thôi. Đó, và khi lên như vậy chúng ta phải mở cổ bô nha các bạn. Tại vì cái dàn hơ lên quá, cái dàn hơ nó, dàn hơ lên quá, dàn hơ ở đây giật nhiều quá, nó nén dữ quá, nó nén dữ quá, đẩy hơ dữ quá, thì chúng ta phải xả ra. Xả ra ở đây, đường xả đây nè. Nhưng mà xả không kịp thì sẽ bị thốn các bạn. Đó, thì chúng ta mở cổ bô các bạn. Đó, mở cổ bô như vậy. Rồi đó, mở cổ bự hơn nha. Cổ bô zin chúng ta đó. Đó, mở cổ bô bự như nè, đó. Rồi đó, mở cổ bô khuyên bạn nở 32 luôn đi. Đó, phù hợp cho các bạn, phù hợp cho các bài về sau luôn các bạn. 32 đừng mở 27 gì đó. Còn mấy là cùng lắm 27-32 đó. Mở cổ bô nó rất là êm, nó không có gọi là la làng các bạn. Thoáng cái dàn hơ chúng ta, thoáng nó không bị thốn các bạn. Hơ thải ra, cái dàn hơ chúng ta lên rồi, xe lên, tua lên, dàn hơ lên rồi, nhồi liên tục các bạn đó. Thải ra nó đều hơn, nó kịp lúc hơn, nó không bị thốn. Nhìn nạp bao nhiêu phải thải ra bao nhiêu các bạn, ứ là không có được. Rồi, đó là bài nhẹ của 135 các bạn. Đó, hoàn toàn giữ zin các bạn. Rồi chúng ta qua bài 57. Cái bài này gọi là siêu bền luôn à.